Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay sẽ mở đầu bằng những tin tức trong nước đáng chú ý. Cuối phiên làm việc chiều ngày 30 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã thông báo tóm tắt một số nội dung kết thúc đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Mặc dù họp trực tuyến nhưng kỳ họp đã hoàn thành đúng tiến độ toàn bộ nội dung chương trình đảm bảo chất lượng. Các phiên họp tại tổ và thảo luận trực tuyến diễn ra sôi nổi. Nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu đối với các dự án luật trình quốc hội. Về đợt 2 của kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết đợt 2 sẽ tiếp tục vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội để thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách đầu tư công và công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19. Để đảm bảo chất lượng kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu gửi các đại biểu Quốc hội. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ nghiên cứu tài liệu để hoàn thiện tất cả các báo cáo tiếp thu, giải trình các dự thảo nghị quyết trình Quốc hội trong thời gian nghỉ giữa hai đợt họp để chuẩn bị cho kỳ họp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đúng kế hoạch và đạt kết quả cao nhất. Chiều tối ngày 30 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự hội nghị lấy ý kiến của các ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội vào dự án luật Thủ đô sửa đổi. Để chuẩn bị cho việc sửa đổi luật Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố Hà Nội cần tổng kết thực hiện luật thủ đô song song với việc tổng kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, đánh giá nghị quyết 115 của Quốc hội, cần nghiên cứu, đề xuất các chính sách để bổ sung trong luật thủ đô sửa đổi. Trong đó cần rà soát xác định phạm vi điều chỉnh của luật thủ đô có tầm nhìn bao quát hơn so với luật hiện hành để tương xứng với vị trí vai trò của thủ đô trong tiến trình phát triển đi lên của đất nước, đồng thời tạo cơ sở động lực cho thủ đô phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong giai đoạn mới, theo phương châm hà nội vì cả nước cùng cả nước cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội có tính đột phá cho thủ đô nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thủ đô phát triển nhanh và bền vững với mục tiêu là trở thành một thành phố kết nối toàn cầu thiết kế các điều luật theo mô hình chính quyền đô thị thông minh chính quyền điện tử tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả thu hút được nguồn nhân lực cao tăng cường giao quyền phân cấp cho các địa phương, nghiên cứu việc áp dụng pháp luật, chú ý để luật thủ đô không bị các luật chuyên ngành khác bao phủ. Bộ xây dựng vừa có công văn số 4363 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên cổng thông tin điện tử theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đăng tải công khai các đồ án quy hoạch nhằm hạn chế nạn tình trạng sốt đất ảo, chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, phát triển quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt. Thống quê của Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có 53 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc đăng tải với tổng số 1.087 hồ sơ, đồ án, quy hoạch và 10 địa phương chưa thực hiện việc đăng tải. Việc không đăng tải hoặc công bố hạn chế đồ án quy hoạch đã và đang tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu cơ lợi dụng để tông tin, thổi giá đất, tạo các cơn sốt đất ảo trục lợi. Bên cạnh đó, việc các địa phương thiếu đồ án quy hoạch cũng tác động đến thị trường bất động sản. Vì vậy, việc các địa phương công bố rõ ràng thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin điện tử về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại trang web www.quy hoạch.xây dựng.gov.vn sẽ làm cơ sở kiểm soát chặt chẽ giá đất, thị trường bất động sản. Để phát triển thị trường lao động thích ứng với quá trình chuyển đổi số, trong những năm qua, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, ngành lao động thương binh và xã hội đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động, việc làm, từ năm 2019, đã có nhiều dự báo về việc chuyển đổi số sẽ tác động đến cơ cấu việc làm, đòi hỏi người lao động phải thay đổi phương thức làm việc để có thể thích nghi và nắm bắt cơ hội. Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với một xã hội được chuyển đổi số. Đặc biệt trong hai năm qua, tác động của dịch COVID-19 là yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm ở Việt Nam nhanh hơn. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho rằng, để lực lượng lao động ứng phó và thích nghi về quá trình chuyển đổi số là vấn đề không dễ dàng. Đã có không ít lo ngại về việc chuyển đổi số tạo ra biến động trong thị trường lao động, đặc biệt ở những quốc gia có năng suất lao động thấp và chủ yếu dựa vào gia công, lắp ráp. Thị trường lao động trong nước cần những giải pháp toàn diện từ tất cả các bên liên quan để nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, thông qua phát triển kỹ năng và tăng cường tri thức cho người lao động trong tình hình mới theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới WB, số lượng các việc làm mới tại Việt Nam do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất đi. Đến năm 2045, ước tính có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới ít hơn trong lĩnh vực sản xuất. Cuối tháng 10, ở một số địa phương trên cả nước đã kiểm soát được dịch COVID-19 nên đã cho học sinh trở lại trường theo hướng dẫn liên ngành, y tế và giáo dục. Tuy nhiên, một số trường học liên tục gặp các ca F0 buộc phải đóng cửa trở về trạng thái học online. Mới đây, toàn bộ học sinh cấp 2 mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương phải dừng đến trường do địa phương ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang quyết định cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố nghỉ học bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Riêng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh thực hiện ăn học tại trường. Ngày 26 tháng 10, trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 159 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu là học sinh huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã cho học sinh nghỉ học khẩn cấp để truy vết F0. Trong tuần qua, một số tỉnh xuất hiện ổ dịch mới như Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình cũng đều cho học sinh nghỉ học. Tại Hà Nội, mặc dù nhiều vùng trên địa bàn ở cấp độ 1, 2, nhưng thành phố vẫn chưa cho học sinh trở lại trường. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 25 tháng 10, cả nước đã có 23 tỉnh thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, danh sách địa phương cho học sinh đến trường trực tiếp sẽ liên tục điều chỉnh trong thời gian này khi tình trạng xuất hiện F0 khiến việc học tập không ổn định. Thời gian gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã liên tục ban hành các hướng dẫn về việc học sinh trở lại trường cũng như việc linh hoạt trong kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Bộ cho phép người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Đồng thời nhấn mạnh việc tránh gây áp lực cho học sinh chưa tổ chức kiểm tra định kỳ khi chưa có thời gian củng cố kiến thức. Ngày 30 tháng 10, nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy, người từng mắc COVID-19 có nguy cơ tái nhiễm gấp 5 lần nếu không tiêm vaccine. Nghiên cứu này được tiến hành đối với 7.000 trường hợp sinh sống tại 9 bang của Mỹ phải nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp hoặc có triệu chứng giống như mắc COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và từng mắc bệnh này có nguy cơ tái nhiễm virus SARS-CoV-2 cao gấp 5 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ và chưa từng mắc bệnh này. Theo CDC, các dữ liệu khoa học đã chứng minh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể tạo ra phản ứng miễn dịch cao hơn, mạnh mẽ hơn và ổn định hơn. Theo đó, người đã được tiêm sẽ không phải nhập viện điều trị trong trường hợp mắc bệnh và tấm lan chắn này có tác dụng tối thiểu trong 6 tháng. Với nghiên cứu này, đã có thêm bằng chứng khẳng định tầm quan trọng của vaccine ngừa COVID-19 ngay cả đối với những người đã từng mắc bệnh. Bản tin tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã đến giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thanh tra và Đội quản lý trật tự đô thị thành phố. Từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, các Phòng Tài nguyên và Môi trường thanh tra và đội quản lý trật tự đô thị thành phố đã tiếp nhận 287 đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân. Nhìn chung hầu hết các đơn thư của công dân đều được giải quyết kịp thời, đảm bảo khách quan, minh bạch. Các đơn thư không thuộc thẩm quyền đều được các phòng chuyên môn và đội quản lý trật tự đô thị xem xét hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền giải quyết. Số đơn thư tồn đọng kéo dài giảm dần theo từng năm đánh giá cao công tác tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý lưu trữ hồ sơ khoa học hơn. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư cần thông qua hệ thống tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh đã tổ chức lễ ra mắt các tri hội hữu nghị Việt Trung. Trong những năm qua, huyện Trung Khánh và các địa phương láng giềng phía Trung Quốc luôn duy trì phát triển tốt mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong công tác quản lý, bảo vệ và giữ gìn trật tự an ninh khu vực biên giới, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội với mục đích củng cố xây dựng mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân chính quyền huyện Trùng Khánh nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung với các địa phương phía Trung Quốc. Việc tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động đã thu hút được 81 cá nhân làm đơn xin tham gia và thành lập được 6 tri hội. Hội viên tại các tri hội đều là những người có sở thích, nguyện vọng muốn tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa con người, mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Trung Quốc lễ ra mắt các tri hội trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tri hội chính thức đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo ra cơ hội để giao lưu, tìm hiểu về các giá trị truyền thống văn hóa, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, quan hệ đối ngoại giữa địa phương hai bên. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Trung tỉnh Cao Bằng mong muốn các tri hội xây dựng những nội dung, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp trên từng lĩnh vực, đảm bảo các hoạt động thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam Trung Quốc, góp phần giữ gìn an ninh chủ quyền, hòa bình ổn định khu vực biên giới. Mới đây, đồn biên phòng Quang Long huyện Hạ Lang đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân các xóm biên giới xã Quang Long. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ phát 200 tờ rơi pháp luật và giới thiệu một số nội dung quy định luật biên phòng Việt Nam năm 2020, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, luật phòng chống mua bán người, các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, ba văn kiện pháp lý biên giới cho đất liền Việt Nam Trung Quốc. Chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đồng thời tuyên truyền phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các cơ quan đơn vị và quần chúng nhân dân trong địa bàn, được 184 buổi với 8.591 lượt người nghe, xây dựng 4 tủ giá sách với hơn 500 đầu sách phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Cùng với đó xây dựng duy trì tốt các mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án, toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tổ tự quản an ninh trật tự, thôn bản không có tội phạm ma túy trong nhân dân trên địa bàn. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả về nhận thức, hiểu biết pháp luật và thực hiện các quy định của nhà nước, góp phần ổn định xã hội giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, mới đây, đội quản lý thị trường số 1 và Ủy ban Nhân dân các phường xã, Đề Thám, Ngọc Xuân, Tân Giang, Hưng Đạo, Ban Quản lý chợ thành phố đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm hại quyền sở hữu trí tuệ. Quy chế phối hợp giữa đội quản lý thị trường số 1 và ủy ban nhân dân các phường xã, ban quản lý chợ gồm 4 chương 9 điều, quy định cơ bản về mục đích yêu cầu phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp, mục tiêu, nội dung và hình thức phối hợp chế độ thông tin báo cáo và tổ chức thực hiện. Toàn bộ nội dung bản quy chế dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật và kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025 của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cao Bằng. Thông qua việc ký quy chế phối hợp các đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền và động hướng dẫn pháp luật kết hợp với việc ký cam kết đối với các cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trao đổi thông tin kiểm tra xử lý kịp thời tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh phòng ngừa hiệu quả tình trạng tái phạm của các tổ chức cá nhân, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh du lịch ngày càng phát triển. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị.